Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình xung đột tại Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật diễn biến cuộc giao tranh dữ dội diễn ra tại chảo lửa Bakhmut. Mới đây, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, Yevgeny Prigozhin cho biết, lực lượng này đã chiếm được thành phố Bakhmut và quốc kỳ Nga đã được treo ở đây. Cụ thể, kênh Telegram thuộc bộ phận báo chí của ông Prigozhin trích dẫn lời ông Prigozhin nói rằng, vào đúng 23 giờ ngày 2 tháng 4, đằng sau tôi là tòa nhà chính quyền thành phố Bakhmut. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi đã chiếm được Bakhmut. Ông Prigozhin lưu ý rằng, chỉ huy các đơn vị nào của Nga đã chiếm được tòa thị chính và toàn bộ khu vực trung tâm thành phố, xe mang và treo cờ. Đồng thời cho biết, đối phương vẫn đang ở các khu vực phía Tây. Bakhmut nằm ở khu vực Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng do Ukraine kiểm soát và là một trung tâm vận chuyển quan trọng cho quân đội Ukraine tại Donbass. Trận chiến Bakhmut là một trong các trận đánh khốc liệt và đẫm máu nhất của xung đột vũ trang tại Ukraine. Tổng thống Zelensky đã tuyên bố quân đội Ukraine sẽ cố thủ tại thành phố này. Sau hơn một năm giao tranh ác liệt, Nga và Ukraine được cho là đã đẩy mạnh các đợt tuyển quân nhằm bổ sung binh lực, khôi phục lại lực lượng quân đội vốn đã chịu tổn thất nghiêm trọng thời gian qua trên chiến trường. Cùng nhiều tín hiệu khác cho thấy cả hai bên đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30 tháng 3 đã ký ban hành sắc lệnh huy động lính nghĩa vụ trong đợt tuyển quân mùa xuân. Nội dung sắc lệnh quy định, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7 năm 2023, các công dân Nga từ 18 đến 27 tuổi không thuộc lực lượng dự bị và là đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được gọi nhập ngũ với số lượng 147.000 người, nhiều hơn khoảng 10% so với mục tiêu của đợt tuyển quân vào mùa xuân năm 2022. Mặc dù nhà chức trách Nga cho biết các tân binh sẽ không được điều động ra chiến trường, nhưng sắc lệnh được cho là sẽ tạo ra một lực lượng dự bị lớn hơn để bổ sung cho quân đội Nga vốn đã chịu nhiều thương vong trong hơn một năm qua. Trong khi đó, Ukraine cũng đang cố gắng tuyển mộ binh sĩ để củng cố lực lượng. Kiev cho biết đã nhận được hơn 35.000 đơn đăng ký tham gia vào một lực lượng mới mà họ đang thành lập mang tên Lực lượng Bảo vệ Tấn công. Trong những tuần qua, nhà chức trách nước này đã công bố kế hoạch thành lập một mạng lưới các lữ đoàn chiến đấu hoạt động dưới sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ và các lực lượng vũ trang chính quy. Bất chấp việc Tổng thống Belarus ngày 31 tháng 3 kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng hiện chưa phải thời điểm thích hợp. Ông Peskov cho biết không có gì thay đổi trong tình hình Ukraine và chiến dịch quân sự vẫn tiếp tục. Ukraine cũng từ chối lời kêu gọi ngừng bắn của nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko, ông Mikhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky viết trên Twitter cho biết, việc ngừng bắn nghĩa là Nga có thể ở lại các vùng lãnh thổ đã bị Moscow kiểm soát, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong khi đó, phương Tây đang tăng cường cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine, cũng như đưa ra nhiều gói viện trợ quân sự mới. Các quan chức Ukraine cho biết, họ sẽ sớm tiến hành cuộc phản công lớn để giành lại những vùng lãnh thổ đã mất ở phía Đông và phía Nam. Thời gian gần đây, Nga đã gặp khó khăn trong việc đạt được những bước tiến mới ở miền đông Ukraine và các nhà phân tích phương Tây đang tranh luận liệu Moscow có sẵn sàng phát động một cuộc tấn công quy mô lớn tiếp theo hay không. Cả Nga và Ukraine đều không tiết lộ con số thương vong, nhưng theo đánh giá của phương Tây, hai bên đã và đang chịu tổn thất nặng nề về nhân sự. Các quan chức Mỹ ước tính có khoảng 200.000 binh sĩ Nga thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi xung đột nổ ra, còn thương vong đối với Ukraine vào khoảng 100.000 người. Hiện Moscow và Kiev vẫn chưa xác nhận thông tin này. Những cuộc giao tranh ác liệt ở miền đông Ukraine thời gian gần đây, đặc biệt là ở các thành phố và thị trấn như Bakhmut và Avdiivka, đã khiến Ukraine bị mất đi một số lượng lớn binh sĩ, trong đó có những binh sĩ giàu kinh nghiệm nhất và thiện chiến nhất. Tháng 3 vừa qua, các quan chức Mỹ cho biết có thời điểm hàng trăm binh sĩ Ukraine bị thương hoặc thiệt mạng mỗi ngày. Kể từ khi xung đột bùng phát, Ukraine đã khuyến khích người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội gia nhập quân đội để lấp đầy hàng ngũ, còn Nga được cho là đã kết hợp từ nhiều nguồn lực khác nhau, từ lực lượng dự bị, binh sĩ hợp đồng đến các đơn vị quân sự tư nhân. Cuộc chiến giành Bakhmut đã diễn ra trong nhiều tháng. Cả Nga và Ukraine đang chịu áp lực lớn khi kho dự trữ đạn pháo của cả hai bên đang dần cạn kiệt. Khi Nga bao vây thành phố từ ba phía, còn Ukraine nỗ lực giữ vững tuyến phòng thủ, quân đội hai bên phụ thuộc rất nhiều vào các đợt pháo kích để đáp trả lẫn nhau. Những tổn thất trên chiến trường đồng nghĩa với việc các đơn vị ở tiền tuyến cần được bổ sung quân tiếp viện. Ukraine đang chuẩn bị phát động một cuộc phản công mùa xuân để chiếm lại lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát và hy vọng sẽ lặp lại thành công của các cuộc phản công vào tháng 9 năm 2022. Để thực hiện được điều đó thì quân đội Ukraine sẽ phải vượt qua các phòng tuyến của Nga. Nhưng trước hết, Ukraine sẽ cần tập trung các nguồn lực và lực lượng của mình. Cuộc phản công cũng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.
Trưởng Nội vụ Ukraine Igor Klimenko cho biết, Kiev đã hoàn thành việc tuyển mộ lực lượng bảo vệ tấn công được thành lập với mục đích chiếm lại các vùng lãnh thổ đã mất vào tay Nga. Ông Klimenko tuyên bố, tính đến ngày 1 tháng 4, 8 lữ đoàn mới đã được thành lập và Ukraine đã sẵn sàng phản công tích cực. Ông Klimenko không tiết lộ số lượng nhân sự chính xác trong lực lượng mới, nhưng một lữ đoàn thường bao gồm từ 3.000 cho đến 5.000 quân. Bộ Nội vụ Ukraine trước đó cho biết họ đang thành lập lực lượng bảo vệ tấn công với mục đích khôi phục quyền kiểm soát của Kiev đối với các vùng lãnh thổ từng là một phần của nước này trước năm 2014. Các vùng lãnh thổ này bao gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng. Các vùng Zaporizhia và Kherson đã trưng cầu dân Ý và sáp nhập vào Nga cuối năm 2022, cũng như Crimea đã sáp nhập vào Nga năm 2014. Lực lượng mới của Ukraine được cho là chỉ chấp nhận những tân binh đã qua đào tạo, bao gồm các thành viên của quân đội, cảnh sát và bộ đội biên phòng. Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov tuyên bố quân đội Kiev sẽ sử dụng khí tài phương Tây mới cung cấp, bao gồm cả xe tăng Leopard của Đức, để tấn công các khu vực do Nga kiểm soát theo nhiều hướng, bắt đầu từ tháng 4 hoặc tháng 5. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề cập đến kế hoạch phản công trong các bài phát biểu qua video hàng ngày của ông, nhưng thời điểm cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Chuyên gia thời tiết đồng thời là cựu chiến binh không quân Mỹ David Hems cho rằng bất kỳ ai xác định được thời điểm kết thúc mùa bùn lầy ở Ukraine tùy theo từng khu vực sẽ tiến gần hơn đến câu trả lời về thời điểm Kiev có thể tiến hành một cuộc phản công để giành lại các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát. Ông Hems dự đoán ở miền nam Ukraine đất sẽ khô lại từ khoảng giữa tháng 4, ở khu vực Donetsk là khoảng 2 tuần sau đó và ở khu vực Lugansk xa hơn về phía bắc là từ giữa tháng 5. Trong khi xe tăng Nga vẫn đang mắc kẹt trong bùn lầy ở miền đông Ukraine, quân đội Ukraine có thể bắt đầu phản công ở phía nam hướng tới thành phố Melitopol mà Moscow đang kiểm soát. Theo ông Hems, các phương tiện quân sự có thể di chuyển được hay không phụ thuộc vào độ cứng của đất. Trong mùa bùn lầy, việc phản công cũng sẽ phụ thuộc vào việc phương tiện nào được sử dụng. Ukraine đã nhận được một số đợt chuyển giao thiết bị quân sự từ các nước phương Tây trong những ngày qua, bao gồm cả xe bọc thép từ Mỹ, Anh và Đức. Tuy nhiên, nhà sử học và cựu đại tá thủy quân lục chiến Pháp Michel Goya cho rằng khí tài quân sự không đảm bảo cho một chiến thắng quan trọng. Ukraine sẽ phải thay đổi chiến thuật nếu họ muốn đạt được một bước đột phá. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình France 24 của Pháp vào ngày 31 tháng 3, ông Goya cho rằng Kiev cần phải tiến hành nhiều cuộc tấn công lớn. Xe tăng, xe bọc thép và pháo tự hành do phương Tây cung cấp sẽ cho phép Kiev củng cố và tăng cường sức mạnh chiến đấu của các đơn vị tham chiến. Tuy nhiên, ông Goya cho rằng, nguồn cung cấp hiện tại sẽ chỉ đảm bảo cho tối đa 3 cho đến 4 lữ đoàn chiến đấu của Ukraine. Điều này không đủ để đảm bảo cho một chiến thắng quyết định.